Sơn lót chống kìm là gì? Tại sao phải dùng sơn lót chống kìm? Công dụng nó ra sao? Tất cả sẽ được DNDSNC giải thích cho các bạn ngay sau đây. Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Thanh Đê, CEO công ty Nguyên Chương. Trong video ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ cho mọi người tất tần tật về các vấn đề, các câu hỏi liên quan đến sơn lót kìm. Khi xem hết video này, bạn sẽ biết được sơn lót là gì, chống kìm là gì, tại sao phải dùng sơn lót chống kìm, nó có công dụng gì, nó có thật sự cần thiết hay không, hay là các câu hỏi sơn lót chống kìm lăn máy nước thì tốt, tường nhà tôi đã có bả bột trét thì có lăn sơn lót hay không. Rồi cũng có bạn có hỏi là sau khi mà lăn sơn lót xong thì bao lâu mình nên lớp sơn phủ là hợp lý. Rất là nhiều câu hỏi chúng tôi sẽ được giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, đôi khi trong cuộc đời chúng ta thì chỉ xây một vài căn nhà, cũng chẳng có nhiều thời gian để tìm hiểu về các cái chi tiết, thì công năng, công dụng của các cái vật liệu xây dựng nói chung và các cái sản phẩm sơn nói riêng. Có chăng thì cũng chỉ hỏi qua một các anh thầu thợ, nhưng khi bạn hỏi thì cũng chưa chắc nhận được những câu trả lời thật tình của họ. Cũng có thể là do khả năng hiểu về sản phẩm của họ nó cũng chỉ hơn bạn một chút xíu thôi, nhưng phần lớn các anh ấy mà không trả lời chính xác cho bạn, bởi vì ảnh hưởng đến lợi ích của họ, như là lăn sẽ lăn nhiều tốn nhiều công hơn của anh thợ, hoặc là khó lăn hơn. Thì các bạn biết là khi mà có dùng sơn lót thì lăn nó cứ tuột, chứ nó không có bám dính giống như là những cái lần lăn mà trực tiếp mà không có lót. Đôi khi và nó bị chê, bị bỏ qua do tốn tiền của người thợ, trong trường hợp mà họ phải mua cái vật tư đó khi mà thực hiện hợp đồng với bạn. Và tôi phát hiện ra như thế này, đôi khi nhà thầu hay là bạn mà quên mua thì họ, những người thợ thông thường họ cũng im luôn, họ cũng không có gợi ý luôn, bởi vì lăn của họ nó tốn của họ mà. Đó là những cái diễn biến mà rất là thường tình trong cái ngành xây dựng này. Để giúp bạn dễ dàng hiểu biết thêm về công dụng của sơn lót chống kìm, tôi xin chia sẻ ngay sau đây. Sơn lót có vai trò cực kỳ quan trọng để tạo ra một bề mặt sơn láng mịn, hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp chúng ta vẫn vô tình bỏ qua lớp sơn này và khiến cho lớp sơn phủ, sơn màu không được đẹp như mong đợi. Vậy sơn lót là gì? Sơn lót hay gọi là primer là lớp sơn với công thức riêng biệt được phủ lên bề mặt vật liệu trước khi tiến hành sơn phủ hoặc sơn màu. Sơn lót giúp bề mặt có độ bám dính tốt, hỗ trợ trong lớp sơn chuyển tiếp bám chặt vào bề mặt vật liệu. Vậy quá trình sơn lại hơn là sơn tường mới, sơn lót là bước không thể nào bỏ qua. Đây là hệ thống sơn đề nghị của nhà sản xuất mà bạn nên tham khảo. Ở trong bất kỳ một cái bản màu catalog nào của những nhà sản xuất, họ đều có cái bước này. Họ sẽ giới thiệu cho mình cái hệ thống sơn đề nghị của họ theo những cái công thức mà họ đã nghiên cứu sẵn. Rất là đơn giản, bạn có thể nhìn và áp dụng theo đúng của họ là ok rồi. Bây giờ ta sẽ nói về công dụng của lớp sơn lót. Sơn lót được sử dụng với nhiều công dụng tối ưu, hạn chế hiện tượng bong tróc sơn. Sơn lót đóng vai trò như lớp băng dính giữa hai mặt, gắn kết bề mặt giữa lớp sơn, lớp bột, gọi là lớp chuyển tiếp. Nhờ đó mà bạn có thể hạn chế được hiện tượng bong tróc sơn. Thì nó có những cái công dụng chi tiết như sau. Đầu tiên nó là nâng cao cái chất lượng bám dính. Sơn lót có tác dụng kháng kìm. Là như thế nào? Tôi xin đưa ra cái giải thích đơn giản mà bạn có thể dễ hiểu. Khi bạn quan sát tới một bức tường bằng xi măng, nó có cái nước mà vàng vàng lâu ngày mà nó thấm ra đó, thì bạn nhìn thấy ở cái lớp vàng 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 đó là cái lớp kìm quá đó. Vậy kháng kìm đó là bạn lăn cái lớp sơn lót này vào, chống lại không cho nó bị kìm quá cái tường đó, là cái hiện tượng đó nó không có xảy ra. Thì đó gọi là sơn lót kháng kìm, hay là chống kìm, hay là sơn lót kháng kìm, nó đều là có tên gọi là tương đối là như nhau. Cái sơn lót này ngăn lên cái tình trạng là kìm quá như vậy, cho màn sơn là bền màu và tăng độ cái bám dính cho lớp cái sơn mũ bên ngoài. Để trả lời cho câu hỏi sơn lót có thật sự cần thiết không,
thì thưa Vân là rất là cần thiết trong quy trình sơn để nâng cao chất lượng sơn và chất lượng bề mặt công trình. Trong 14 năm gắn bó với ngành sơn thì tôi chưa từng thấy bất kỳ một cái nhà sản xuất nào mà nghiên cứu cho ra cái sản phẩm mà không có cái sơn lót ở trong đó các bạn ạ. Chắc chắn họ đã nghiên cứu rất là kỹ. Vì vậy bạn cũng chỉ cần tuân thủ theo hệ thống sơn đề nghị của họ là được, không cần phải quá mất công đi nghiên cứu tìm tòi làm gì. Người khác đã làm thay bạn chị này. Thực tế thì cho thấy các công trình sử dụng sơn đúng quy trình như sơn lót chuẩn thì ít xảy ra hiện tượng bong tróc hoặc là loang màu. Bề mặt công trình có độ bền màu rất là cao. Lý do là vì khi sử dụng lớp sơn lót kết hợp với sơn phủ sẽ tạo thành màng sơn siêu liên kết và dẻo dai, giúp chống lại các tác động tiêu cực của thời tiết như là nắng nóng, ẩm mốc, bụi bẩn và giúp cho cái tường của bạn hiệu quả hơn. Một cái lưu ý đặc biệt khác, khi bạn mà lăn lại hay là dùng sơn sửa lại nhà cửa thì cái lớp sơn lót cũng rất là quan trọng. Thứ nhất là nó sẽ giúp cho bạn cái nền của bạn nó đồng màu với nhau, thì lăn ra màu thì nó sẽ dễ dàng hơn, nó sẽ dễ phủ hơn. Có một cái lớp sơn lót qua thì bản sơn nó sẽ đồng nhất màu với nhau, dễ phủ hơn, nó đỡ tốn kém hơn. Rất là nhiều lợi ích khác mà bạn cần phải lưu ý. Cũng có rất là nhiều khách hàng thắc mắc là sơn lót thì lăn là có nhiều người bảo là hai lớp thì tốt, một lớp thì tốt. Vậy thì lăn bao nhiêu lớp thì tốt? Thưa các bạn, đối với những cái tường mà cũ á thì chúng ta sử dụng một lớp lót là cũng ok. Tường mới cũng lăn một lớp lót, bả bột hay là không bả bột vậy đó, thì chúng ta cũng chỉ lăn một lớp lót là ok rồi. Bởi vì khi mà chúng ta lăn quá nhiều á thì lăn cái màng sơn kia nó tuột và nó không dính nữa các bạn ạ. Nên là nhưng mà trường hợp hai lót, là trong hai lớp lót là như trường hợp nào, là khi mà bạn lăn trực tiếp vào mà tường của bạn không bả bột đó. Ở đặc biệt là ở khu vực phía Bắc thì hay thông thường là hay dùng như thế này, thì bạn có thể lăn hai lớp lót, thực chất là lăn một lớp thôi, nhưng mà cái tường nó rút nên bạn phải đẩy đi đẩy lại là tạo thành hai lớp hay nhiều lớp. Nó giúp cho cái độ đồng màu của căn tường phòng nhà bạn là nó đẹp hơn. Sơn lót bao nhiêu lâu thì sơn phủ? Đây cũng là một câu hỏi mà tôi hay gặp. Thì ở cái nhiệt độ của Việt Nam mình, khí hậu Việt Nam mình thông thường thì chỉ cần 10 phút ở cái nhiệt độ 30 độ C là bình quân thì cái màng sơn nó sẽ khô héo. Nhưng mà để cái lớp chuyển tiếp mà nó hiệu quả thì sau 2 giờ nha các bạn. Sau khi thợ lăn cái lớp đó 2 giờ thì bạn hãy cho cái lăn cái lớp sơn lớp 1 kế tiếp. Tương tự như vậy, cứ 2 lớp 2 tiếng là bạn cho lăn lớp 1, rồi 2 tiếng sau bạn hãy cho lăn lớp 2, thì nó sẽ giúp cho cái tường của bạn đó nó đạt cái độ ổn định và bám chắc vào bề mặt, đảm bảo lớp sơn là hoàn toàn khô. Như vậy thì nó mới hiệu quả được. Sơn lót là một bước rất là cần thiết để giữ cho màu sơn phủ đẹp, lý tưởng. Sau khi sơn lót thì bạn nên tuân thủ đúng cái quy trình này. Nếu bạn thấy đây là một cái video có ích, hãy like và share cho nhiều người cùng xem. Bạn có thể bấm vào nút kênh đăng ký kênh ngay bên dưới để ủng hộ kênh của Dan SNC, để tôi có nhiều động lực ra nhiều video có ích hơn cho mọi người trong thời gian sắp tới. Tạm biệt, chào, hẹn gặp lại.